Bộ trưởng Bộ Y tế vừa ký văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố, các bộ ngành đoàn thể trung ương, hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân ngày 2 tháng 7 năm 2024 theo nghị quyết 82 của Chính phủ theo đó mỗi tỉnh thành phố chọn một địa điểm điển hình để tổ chức meeting phát động hưởng ứng với sự tham gia của các sở ngành đoàn thể chính quyền các cấp các tầng lớp nhân dân nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức và hành vi giải quyết tốt các vấn đề vệ sinh liên quan đến sức khỏe phòng chống dịch bệnh an toàn thực phẩm môi trường xây dựng cơ sở y tế và trường học xanh sạch đẹp đồng thời tổ chức thực hiện các chiến dịch ra quân huy động toàn dân làm tổng vệ sinh cộng đồng, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, gắn giới phong trào toàn dân xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, tổ chức và phát động các cuộc thi hưởng ứng phong trào vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân tại cộng đồng, chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tham gia cuộc thi, cơ sở y tế xanh, sạch đẹp theo hướng dẫn của Bộ Y tế.